Trung tâm hồi sức tích cực phép màu cho những ca bệnh COVID-19 nguy kịch. Một ngày cuối tháng 8, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế thiết lập tại Bệnh viện Dã chiến số 14 của thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động chỉ sau 2 tuần thi công. Đây là một trong các trung tâm thuộc tuyến cuối trong mô hình điều trị người bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch. Số bệnh nhân nhập vào trung tâm tăng liên tục mỗi giờ, nhưng tại đây, lực lượng y bác sĩ luôn sẵn sàng túc trực đêm ngày và thực hiện quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Một ca trực của y bác sĩ ở đây thì diễn ra trong vòng 24 giờ. Thì trong mỗi 24 giờ thì chúng tôi bố trí thành là 2 kíp trực của bác sĩ. Và như vậy là bác sĩ là 2 ca 3 kíp và điều dưỡng thì là 5 ca 4 kíp để đảm bảo sức khỏe cũng như là đủ cái thời gian để mà chăm sóc bệnh nhân cũng như là đảm bảo cho cái việc mà mang phương tiện phòng hộ. Bên cạnh việc điều trị bằng các phương tiện kỹ thuật cao thì vấn đề về dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho bệnh nhân cũng được bệnh viện vô cùng chú trọng. Điều này đã góp phần giảm đi tỷ lệ bệnh nặng lên và góp phần hiệu quả trong công tác phối hợp điều trị. Tại đây, khẩu phần ăn của bệnh nhân được cân đo đong đếm sao cho phù hợp với thể trạng của từng người. Bên cạnh đó, bệnh viện còn hợp tác với một đơn vị nấu ăn riêng để đảm bảo các suất ăn được cung cấp liên tục và đạt chuẩn mà bệnh viện đề ra. Riêng đối với những bệnh nhân nguy kịch, bệnh viện bố trí thêm đội ngũ điều dưỡng, hỗ trợ chăm sóc vệ sinh răng miệng, tắm rửa, gội đầu. Công việc chăm sóc cá nhân tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực hiện ở những bệnh nhân nguy kịch, đang phải thở máy, xung quanh là ống thở, máy móc thì không đơn giản chút nào. Vậy mà đều đặn mỗi ngày, bệnh nhân đều được vệ sinh sạch sẽ, đúng giờ. Tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, hoạt động phục hồi chức năng cũng được đánh giá mang lại hiệu quả cao cho bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, nên đã điều động vào thành phố đông đảo đội ngũ điều dưỡng đã được huấn luyện bài bản về vấn đề này. Đối với các bệnh nhân mà hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn mà gọi là nặng và nặng mà chưa nguy kịch thì làm sao đó mà phục hồi chức năng để giảm tải cái nguy cơ bệnh nhân từ nặng mà chuyển sang nặng không đó, như vậy thì và bệnh nhẹ thì không chuyển để mình nặng, và mục đích đấy làm sao đó mà các bệnh nhân mà khí đang còn thở được thì phải tập hồi phục chức năng để cho bệnh nhân từ, có nghĩa là hỗ trợ cho cái chức năng thở được tăng lên. Đối với bệnh nhân thở máy thì cũng là tập hồi phục chức năng để cho nguy cơ ứ động đàm giải, rồi nguy cơ loét, rồi cả cái nguy cơ về teo cơ cực khớp thì họ làm buổi sáng từ 7:30 cho đến 11 giờ, và buổi chiều từ 14 giờ cho đến 17 giờ, và có trường hợp mà bệnh đông thì vẫn có phục hồi chức năng tập vào các cái giờ ban đêm để mà vận động cho các bệnh nhân. Đặc biệt chung sức cùng các y bác sĩ tại Trung tâm hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Dã chiến số 14 còn có đội robot hiện đại. Trung tâm có 3 robot điều khiển từ xa thay thế nhân viên y tế vận chuyển thuốc men, thức ăn, sữa và vật tư tiêu hao từ bên ngoài vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Thì chúng tôi đem vào bệnh viện Trung Huế các phương tiện rất là hiện đại như là máy ECMO, rồi máy thở lọc máu liên tục và các cái loại máy thở vô cùng hiện đại, cũng như Bộ Y tế cũng đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều các cái máy thở hiện đại để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân. Robot còn có thể nói chuyện với các bệnh nhân và thông tin tình hình ra bên ngoài để bác sĩ theo dõi thông qua hệ thống camera giám sát. Cái ống có đau không? Đúng rồi. Có bị đau không? Không đau đúng không? Đưa hai ngón tay lên tôi coi. Lại giờ tôi coi. Điều này giúp y bác sĩ giảm áp lực, giảm tiếp xúc với bệnh nhân, hạn chế lây nhiễm trong quá trình điều trị. Riêng robot Tâm An là robot được chính các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng thực tiễn từ tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, tại trung tâm còn có một cánh tay robot nối dài
để chụp X-quang phổi tại giường. Bệnh nhân không cần đến phòng chụp, giúp giảm thời gian di chuyển và giảm nhân sự cũng như sức người. Thực chất robot thì không thể so với là con người được. Robot chỉ có là hỗ trợ thêm cho các bác sĩ, nhân viên y tế ở trong các khu vực cách ly. Nhưng có thuận tiện hơn rằng là robot rất là hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, làm giảm được tí cả cái phương tiện phòng hộ rất nhiều. Một ngày có thể là tiết kiệm đối với kinh tế hiệu quả là có thể 30 triệu đồng trên một ngày. Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 14 của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô trên 600 giường, phân theo 3 tầng bệnh khác nhau: bệnh nhân nặng và nguy kịch, bệnh nhân thoát hồi sức và bệnh nhân chờ xuất viện. Chúng tôi đưa ra các cái quy trình phân luồng một chiều, bệnh nhân có đường đi riêng, nhân viên y tế có đường đi riêng và bệnh nhân ra viện có đường đi riêng. Thì đối với đường đi của nhân viên y tế thì chúng tôi cũng đi một chiều, là đi từ vùng sạch qua vùng bẩn và sau đó là quay trở lại để tắm rửa sạch sẽ và khi đó mới quay trở lại ở các vị trí làm việc. Đối với các cái bệnh nhân mà ở khu vực ICU, ở khu vực bệnh nặng hoặc nguy kịch hoặc là bệnh nhân ra viện thì chúng tôi cũng xây dựng một cái quy trình rất là chặt chẽ. Hiện nơi đây có hơn 400 y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia công tác cứu chữa cho người bệnh. Trong đó, lực lượng chủ lực là các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, còn có các y bác sĩ thuộc Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Sau khi mà nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế về thiết lập một cái trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã gấp rút cử một đội quân vào đây để khảo sát cái vị trí đặt bệnh viện dã chiến. Đây là một cái công ty dệt may cũ và họ đã không sử dụng từ lâu, các cái cơ sở vật chất thì xuống cấp trầm trọng. Thì với sự nỗ lực của đội ngũ bệnh viện lên bản vẽ thiết kế và với sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ lãnh đạo của thành phố, từ lãnh đạo các sở ban ngành cũng như là sở y tế, thì trong vòng 2 tuần thì chúng tôi đã xây dựng, thiết lập và khắc phục rất nhiều sự cố ở tại chỗ này để cố gắng trong thời gian sớm nhất đưa bệnh viện vào hoạt động, góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân, mà bệnh nhân nặng, đặc biệt bệnh nhân nặng đang ở các cái bệnh viện tuyến dưới mà chưa có nơi để chuyển đến. Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các bệnh nhân nặng ngày càng nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh, sự ra đời của các trung tâm hồi sức tích cực trên địa bàn thành phố nói chung cũng như trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 14 của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, với những trang thiết bị hiện đại cùng quy trình chăm sóc toàn diện, thì đây là một phép màu dành cho các bệnh nhân mắc COVID-19 không may trở nặng, giúp họ có thể sớm hồi phục sức khỏe.